Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa trên kênh truyền hình VOVTV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng chỉ đạo xây dựng nghị quyết 01 năm 2019. Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung thực phẩm giảm do mưa bão. Trong phần tin quốc tế kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại giải quyết căng thẳng. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp thảo luận về dự thảo nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, nghe và cho ý kiến đối với việc xây dựng nghị quyết 19 năm 2019 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận của họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nội dung nghị quyết phải làm rõ các nhiệm vụ của các bộ, ngành thực hiện nghiêm nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Các chỉ tiêu nêu trong nghị quyết phải mang tính phấn đấu cao hơn với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo. Quán triệt phát huy dân chủ rộng rãi, Thủ tướng yêu cầu sau khi hoàn thiện dự thảo cần tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành với tinh thần là không chỉ thực hiện những chỉ tiêu pháp lệnh Đảng, Quốc hội giao mà còn giải quyết cả các bức xúc, điểm nghẽn trong xã hội. Điều đó để đảm bảo nghị quyết có sức sống, bám sát thực tiễn. Đối với dự thảo nghị quyết 19, Thủ tướng quán triệt cần sớm ban hành ngay từ đầu năm cùng thời điểm với nghị quyết 01 với quan điểm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, cần tính toán kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu với quyết tâm phấn đấu cao nhất, rõ ràng, minh bạch hơn và dễ giám sát đánh giá. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, có chế tài xử lý cương quyết, công khai các bộ, ngành, địa phương không thực hiện tốt, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh. Trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh không được chủ quan, tăng trưởng nhanh nhưng quan trọng là phải giữ sự ổn định vĩ mô và tâm lý kỳ vọng tích cực. Trong đó, cần có biện pháp để kiểm soát và tính toán cả những giá trị của khu vực kinh tế không chính thức. Về chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tái cơ cấu ngân sách để đảm bảo đầu tư, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên một cách thực sự, kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng lãng phí. Trong đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt giải ngân theo đúng kế hoạch, giảm chi phí cơ hội vốn đầu tư công, thúc đẩy một số công trình quan trọng. Cùng với đó là xử lý dứt điểm các tồn tại bất cập về BOT, BT theo nghị quyết của Quốc hội. Nhấn mạnh xã hội rất quan tâm đến đề án cải cách thuế để trình Quốc hội xem xét, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần đặc biệt quan tâm vấn đề này để người dân hiểu, ủng hộ, tránh hiểu sai, hiểu nhầm. Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử, đẩy mạnh thanh toán điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển doanh nghiệp công nghệ, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ liên quan phải triển khai việc đưa công nghệ vào Việt Nam một cách hiệu quả. Cùng với các lĩnh vực đó, Thủ tướng cho rằng nghị quyết cần đề cập nhiều hơn đến lĩnh vực xã hội, một lĩnh vực có nhiều vấn đề người dân quan tâm. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo nghị quyết 01 gồm 3 phần. Phần 1 về bối cảnh tình hình và phương châm hành động, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2019. Phần 2 là những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của năm 2019 gồm 9 nhóm cụ thể và phần 3 là các giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết và các phụ lục kèm theo. Phụ lục các nhiệm vụ giải pháp cụ thể của các bộ, ngành, địa phương thống nhất xây dựng như năm 2018 nhưng chắt lọc những nhiệm vụ thật sự quan trọng, trọng tâm, có tính lan tỏa để đưa vào nghị quyết, gắn với việc quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành, địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu và trao quyền chủ động cho các bộ, ngành, địa phương lựa chọn đưa vào chương trình hành động, văn bản điều hành của bộ, ngành, địa phương mình để thực hiện. Hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội một số địa phương đã tổ chức tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ, giải trình một số kiến nghị của cử tri. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An cho biết, hiện nay trên tuyến biên giới Long An vẫn còn một số điểm chưa phân giới cắm mốc được. Tới đây các cấp liên quan sẽ tiếp tục phối hợp với Campuchia để đẩy mạnh thực hiện hoàn thành công tác này. Tỉnh cũng đang thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên hiện nay việc thu hút đầu tư khá khó khăn do địa điểm xa, hạ tầng giao thông chưa phát triển. Tiếp xúc cử tri thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ một số vấn đề được nhân dân quan tâm như nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, vấn đề chống tham nhũng tiêu cực, về tình hình Biển Đông và quần đảo Trường Sa.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Phủ Lý kiến nghị cần có những giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nước của sông Nhuệ, sông Đáy. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã và đang làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường, tập trung chỉ đạo thực hiện kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đảm bảo công bằng. Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan do đồng chí Lucky, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Phan Đình Trạc hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan. Đồng chí Phan Đình Trạc mong muốn trong thời gian tới, hai đảng tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác thanh niên. Đồng chí Lucky khẳng định Đảng Cộng sản Nhân dân Kazakhstan coi trọng quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh hai đảng có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp là cơ sở vững chắc để thắt chặt và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Trong phần tiếp theo của chương trình, thành phố Hồ Chí Minh nguồn cung thực phẩm giảm do mưa bão. Đà Nẵng, bệnh viện quá tải vì dịch sốt xuất huyết. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tình hình thiệt hại do bão số 9 tiếp tục gia tăng. Tính đến chiều ngày hôm qua 27 tháng 11 có 1 người chết, 2 người bị thương ở thành phố Hồ Chí Minh, tăng 2 người so với báo cáo nhanh ngày 25 tháng 11. Có 117 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng, 432 cây xanh bị gãy đổ. Mưa lớn đã làm ngập một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và nội đô tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. Hiện còn đoạn tuyến giao thông nông thôn tại các huyện Đồng Xuân, Tuy An, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và tuyến tỉnh lộ 9, tỉnh Khánh Hòa vẫn đang bị sạt lở, ngập nước và ách tắc giao thông. Về tình hình lũ, lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã đạt đỉnh ở mức báo động 2, báo động 3. Từ nay đến ngày 28 tháng 11, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông chính phổ biến ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông nhỏ trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Sau ảnh hưởng của bão số 9 và áp thấp nhiệt đới khiến nhiều vùng sản xuất ở miền Trung và Nam Bộ, nơi cung cấp một phần lớn nguồn thực phẩm cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh bị giảm sản lượng, giảm nguồn cung. Điều này đã đẩy giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh lên cao gấp nhiều lần trong những ngày vừa qua. Chị Nguyễn Thị Thiện, tiểu thương chợ Tân Định cho biết đã phải tranh thủ đi chợ đầu mối từ 1 giờ sáng để lựa được những bó rau ngon nhất về bán. Nhưng lãi đâu chưa thấy, về nhà xem lại chỉ là những bó rau đã bị dập, hư. Dù rau củ kém chất lượng, nhưng chị Thiện cũng buộc phải bán với giá tăng gấp vài lần so với trước, bởi giá từ đầu nguồn đã tăng mạnh. Cái bó rau muống lớn trước kia là 20 ngàn, bây giờ là nó 80 ngàn, còn rau cải thì nó thối hết, nó nát hết. Rau xanh và thủy hải sản tươi sống là mặt hàng chịu ảnh hưởng lớn nhất do đợt mưa bão vừa qua tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nguồn cung rau từ Đà Lạt, miền Trung và Tây Nam Bộ giảm mạnh do mưa lũ, ngập úng. Còn nguồn cung thủy hải sản từ Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố cũng khan hiếm do tàu cá nằm bờ dài ngày. Chợ đầu mối lẫn chợ truyền thống đều khan hàng, giá rau củ và thủy hải sản tăng 40-50% so với trước. Rau cỏ thì nó lên một gấp đôi, chợ đầu mối cũng có vựa phải đóng cửa đấy, không có vựa không có hàng cũng phải đóng cửa. Tình trạng khan hiếm nhẹ cũng xảy ra tại một số siêu thị có nguồn cung rau củ từ các tỉnh chịu trực tiếp của thiên tai, song không ghi nhận mức giá tăng đột biến như ngoài chợ truyền thống. Để ổn định nguồn hàng, với kinh nghiệm lâu năm, nhiều tiểu thương tại chợ đã liên kết sẵn với các chủ vựa nên vẫn đủ nguồn cung để phục vụ người tiêu dùng. Mọi ngày giờ này còn nhiều rau, mỗi bữa nay ra cô đi mua chỗ này coi như hết rau rồi không còn đó. Giá thì cô thấy nó gấp đôi giá bình thường. Mới bình thường cô mua cái chỗ này chắc 10.000, 12.000 thôi, mà bữa nay là 24.000. Mặc dù nhiều mặt hàng thực phẩm chính yếu giảm nguồn cung, tăng giá mạnh, song tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường thực phẩm tiêu dùng vẫn cơ bản được đảm bảo tốt. Ngành công thương và hệ thống các siêu thị lớn đã chủ động nguồn hàng bổ sung thay thế từ một số vùng cung cấp khác. Mặt khác, người tiêu dùng vẫn có nhiều sự lựa chọn khác cho bữa ăn gia đình mà vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, sức khỏe từ các mặt hàng thực phẩm thịt cá đông lạnh, thịt mát gia súc, gia cầm, thực phẩm khô và nhiều loại rau củ quả ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung xây dựng nhiều cầu bắc qua sông suối, nhất là tại các địa bàn khó khăn để tạo điều kiện cho học sinh đến trường. Tuy nhiên, do địa bàn các huyện miền núi có nhiều sông suối, nên hiện nhiều học sinh của tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải lội sông suối đến trường. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi mùa mưa bão, nước lũ dâng cao.
Mỗi sáng, phụ huynh và giáo viên của các học sinh tại điểm trường tiểu học thôn Mang Crúi, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ đều đặn hai lần sáng và chiều cõng các em qua dòng sông Liên để đến lớp. Điểm trường tiểu học thôn Mang Crúi có 27 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3. Qua cái sông suối nước lớn như thế này, sông lớn như thế này, chưa có phương tiện để cho các em qua lại, cho phụ huynh đưa các em đến trường. Thì tôi là một người thầy thì tôi cũng nỗ lực để mà đưa đón các em. Hình ảnh những đứa trẻ được người lớn cõng, dắt hay tự lội qua sông, suối để đến trường đã không còn xa lạ đối với người dân một số xã miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mùa nắng thì các em có thể đến trường, nhưng ngày mưa lũ có lúc các em phải nghỉ học đến vài tuần vì nước lũ dâng cao. Mùa mưa là nước rất lớn và lũ kéo rất là to. Cho nên những cái em này mặc dù qua chỉ quăng cây rử số thôi, cây rử hơi cây số thôi. Nhưng mà mùa mưa là các em đi qua không được. Cho nên là những cái em này á, ở bên điểm mình này mà qua đến điểm để học thì trong mùa mưa các em sẽ ở lại với bà con thân thiết mình ở bên cái khu vực điểm trường á. Rồi hết mùa mưa hoặc là hết qua cơn lũ thì các em sẽ trở về với gia đình. Trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi còn hơn 4.000 học sinh từ bậc mầm non cho đến trung học cơ sở phải lội sông suối mỗi khi đến lớp. Khó khăn là vậy, nhưng nhờ sự tuyên truyền vận động của giáo viên nên các em vẫn đến lớp đều đặn. Phòng giáo dục đã có cái văn bản chỉ đạo đối với các trường trực thuộc phòng. Khi trời mưa to, nước sông lớn thì chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh như cho cán bộ giáo viên, nhân viên các trường. Mong rằng chính quyền địa phương sẽ có thêm những giải pháp như trang bị ghe, xây dựng thêm nhà bán trú để học sinh miền núi không phải lội sông suối đến trường. Tại Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng tổ chức hội thảo tăng cường vai trò và kết nối hợp tác cải thiện chất lượng không khí cho thành phố Hà Nội. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam nằm trong các quốc gia có chất lượng không khí kém trên thế giới, trong đó ô nhiễm bụi là vấn đề nổi cộm. Tại Hà Nội, theo thống kê năm 2018, dân số khoảng 8 triệu người, 6 triệu xe gắn máy, 600.000 ô tô và sự bùng phát các công trình xây dựng do quá trình đô thị hóa nhanh đã gây ra nguồn phát thải khí nhà kính, gây biến đổi khí hậu và làm suy giảm chất lượng không khí của thành phố. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai một số hành động nhằm tăng cường quản lý chất lượng không khí như thực hiện chương trình 1 triệu cây xanh, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, thiết lập các trạm quan trắc không khí. Hiện các tổ chức trong và ngoài nước cũng đang có những dự án hỗ trợ Hà Nội trong việc quản lý và cải thiện chất lượng không khí thành phố. Và hiện nay Ngân hàng Thế giới đang làm việc cùng với cả Hà Nội cũng như là với Bộ Tài nguyên Môi trường để hỗ trợ thành phố Hà Nội xây dựng được một cái kế hoạch quản lý chất lượng không khí, và trong đó thì nó bao gồm những cái thông tin mà nó được kiểm chứng rõ ràng, ví dụ như là nguồn thải, nguồn ô nhiễm của Hà Nội do từ đâu tạo ra, có thể là từ những cái hoạt động về xây dựng hay là giao thông hay là những cái hoạt động về công nghiệp trong thành phố. Chúng tôi thực hiện ở hai cấp độ. Thứ nhất là ở cấp độ trung ương thì chúng tôi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam để có thể xây dựng khung luật pháp liên quan đến kiểm soát chất lượng không khí. Và cấp độ địa phương mà cụ thể là chúng tôi hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc nâng cao năng lực của các chuyên gia và các chuyên viên của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong quản lý chất lượng không khí cũng như đánh giá các tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe và môi trường. Tại hội thảo, các tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu cũng đã giới thiệu các ý tưởng bảo vệ môi trường, các sáng kiến cải thiện chất lượng không khí như thiết bị đo lường chất lượng không khí, bếp cải tiến sử dụng viên nén nhiên liệu thay thế cho bếp than tổ ong, hạn chế đốt rơm rạ và giới thiệu các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên hướng tới người tiêu dùng. Hiện tại là cái Fenet nó đang được sử dụng, đang được triển khai cho thành phố Hà Nội. Dự kiến là mình sẽ triển khai trên một số các khu vực thí điểm như là quận Hoàn Kiếm này, các cái khu chôn lớp rác này hoặc là các cái khu nghĩa trang. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì là có hai trạm đã được lắp đặt. Thứ nhất là tại phố sách và thứ hai là tại chợ Cửu Đông. Và hai trạm thì đang vận hành và vẫn gửi dữ liệu đều đặn về trung tâm. Cũng tại hội thảo, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp phù hợp để giúp hoàn thiện kế hoạch hành động, từng bước cải thiện chất lượng môi trường không khí cho thành phố Hà Nội hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo.
chỉ trong 2 tháng gần đây, tại Đà Nẵng đã xuất hiện gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết. Dịch bệnh bùng phát khiến các bệnh viện lớn tại thành phố Đà Nẵng luôn trong tình trạng quá tải. 2-3 người bệnh nằm chung một giường, người bệnh nằm kín dọc theo các hành lang, thậm chí bệnh viện phải tận dụng khu nhà nghỉ của các bệnh nhân chữa trị dài ngày để cho bệnh nhân sốt xuất huyết nằm chữa trị. Đó là tình hình chung ghi nhận được tại Bệnh viện Đà Nẵng trong những ngày qua. Có đôi lúc là quá tải 3 hoặc 2 bệnh nhân một giường, hơi chặt một tí nhưng mà cùng nhau khắc phục các khó khăn của bệnh viện. 2 người giường thì cũng mệt, nhưng mà ở đây thì có bác sĩ, bác đồ, nên mình cũng thấy yên tâm hơn là mình ở nhà. Chỉ tính riêng trong 2 tháng trở lại đây, tại Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận, điều trị cho hơn 1.000 ca sốt xuất huyết, chiếm hơn 50% số lượng ca mắc tính từ đầu năm. Cũng trong tình trạng trên, Bệnh viện Phụ Sản Nhi trong tháng 11 tiếp nhận số ca mắc sốt xuất huyết gấp đôi so với tháng trước. Trong suốt 2 tháng qua, các bệnh viện lớn tại Đà Nẵng luôn trong tình trạng quá tải do các địa phương lân cận cũng bùng phát dịch sốt xuất huyết. Hầu hết bệnh nhân là ở các vùng lân cận, cũng như là ở địa phương của mình là Đà Nẵng. Thì tình hình sốt xuất huyết là hiện bây giờ là cũng đương gia tăng cho nên đối với lại cơ sở điều trị thì nó cũng sẽ có hiện tượng là quá tải. Tại chúng ta thì các cơ sở điều trị không những điều trị bệnh nhân cho Đà Nẵng mà còn có thể điều trị bệnh nhân của các tỉnh khác chuyển về. Cho nên cái số lượng hiện nay mà nằm điều trị tại các cái bệnh viện, đặc biệt là Bệnh viện Đà Nẵng cũng như Bệnh viện Sản Nhi là cái số lượng rất là lớn. Để khắc phục tình trạng quá tải, khống chế dịch bệnh, các bệnh viện đã thực hiện nhiều phương án như mở rộng khu điều trị, tăng cường nhân lực, vật lực, thuốc men, tăng suất trực, ca trực của bác sĩ, điều dưỡng và luôn sẵn sàng nếu tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn. Thì trong thời gian sắp tới mà nếu mà dịch bệnh nó tăng đột biến như tình hình hiện nay thì bệnh viện cũng có phương án dự phòng đã báo cáo Sở Y tế ngày hôm qua, thì sẽ xin ý kiến Sở Y tế cũng như Ủy ban là xin đưa các khoa nội tim mạch hiện tại qua trung tâm tim mạch sớm và lấy các tầng 3 của khu nội tim mạch hiện tại bây giờ trên cầu làm chỗ mà điều trị cho bệnh nhân chống dịch. Dịch sốt xuất huyết đang có nguy cơ ngày càng lan rộng và diễn biến phức tạp tại khu vực miền Trung nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng khi tại đây bước vào mùa mưa. Do đó, công tác chủ động phòng tránh dịch bệnh trong cộng đồng là việc làm rất cần thiết. Tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ tổng kết hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2018. Với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm nay diễn ra trong 10 ngày với sự tham gia của hơn 100 thanh niên sinh viên đã và đang có nhu cầu khởi nghiệp trên khắp cả nước. Hành trình xuất phát từ hai đầu đất nước đi qua 11 tỉnh thành phố với chuỗi các sự kiện hoạt động liên quan đến khởi nghiệp. Thông qua hành trình, các bạn trẻ đã tiếp cận được nền văn hóa cũng như nắm bắt được cơ hội, thị trường của từng tỉnh, thành phố mà các bạn được đi qua để trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cũng như các mối quan hệ trong quá trình phát triển dự án khởi nghiệp của mình. Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tới, tại tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra Festival Văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên với nhiều hoạt động phong phú. Dịp này, tỉnh Gia Lai chào đón hơn 1.000 nghệ nhân cổng chiêng của 25 đoàn đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên. Festival Văn hóa Cổng Chiêng 2018 sẽ phục dựng nhiều lễ hội dân gian, nghi lễ quan trọng một cách sinh động. Bên cạnh đó, các gian hàng ẩm thực của từng dân tộc sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực đậm chất Tây Nguyên. Đặc biệt ở festival lần này, ban tổ chức sẽ tổ chức phục vụ cà phê đường phố dọc các tuyến đường chính và xung quanh khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết. Trong phần tin quốc tế kêu gọi Nga và Ukraine đối thoại giải quyết căng thẳng. EU hối thúc Mỹ bắt đầu tiến trình đối thoại về cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Lãnh đạo một số nước đã lên tiếng kêu gọi Nga và Ukraine giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại, tránh để tình hình hiện nay leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn. Tình trạng thiết quân luật được Quốc hội Ukraine thông qua và chính thức áp đặt bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương và kéo dài trong vòng 30 ngày tại các khu vực biên giới của nước này dễ bị tấn công nhất sau khi Nga bắt giữ 3 tàu cùng các thủy thủ của Ukraine hôm 25 tháng 11. Trước nguy cơ căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hối thúc hai nước kiềm chế tối đa, tránh làm gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, phát biểu trước các nghị sĩ Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hối thúc Nga và Ukraine giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại, đồng thời nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ luôn mong muốn Biển Đen là một vùng biển hòa bình. Vào thời điểm thế giới đang phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng cả về chính trị, kinh tế và quân sự, chúng tôi muốn nhìn thấy Nga và Ukraine đứng cạnh nhau hơn là đối đầu.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đề nghị Nga và Ukraine tìm kiếm giải pháp trong khuôn khổ bộ tứ Normandy gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp. Theo ông Heiko Maas, châu Âu cần nỗ lực để giảm căng thẳng và không để xuất hiện một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn đối với an ninh của châu Âu. Chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực giải quyết vấn đề này. Chúng tôi rất lo ngại bởi đây là một cuộc tấn công, một cuộc tranh chấp có khả năng trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn. Ông Heiko Maas cũng khuyến cáo cần phải làm mọi thứ để giảm leo thang, ngăn chặn cuộc khủng hoảng này trở nên nghiêm trọng hơn đối với an ninh châu Âu. Một loạt các nước khác, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, cũng kêu gọi Nga và Ukraine giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại. Trước đó, ngày 25 tháng 11, Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine tại eo biển Kerch, một vùng biển hẹp nối biển Azov với biển Đen và được cả Nga và Ukraine sử dụng. Hải quân Ukraine cho biết, tàu bảo vệ bờ biển Nga đã đâm vào một tàu kéo của nước này được hai tàu chiến nhỏ hộ tống trước khi nổ súng vào các tàu này và bắt giữ chúng. Chính quyền Kiev cho biết 6 trong số 23 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Tuy nhiên, cơ quan an ninh Liên bang Nga thông báo chỉ có 3 binh sĩ Ukraine bị thương nhẹ và đã được điều trị y tế. Phía Nga cũng cáo buộc chính quyền Kiev cố tình khiêu khích tại eo biển Kerch. Các quan chức Nhà Trắng ngày 27 tháng 11 thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp người đồng cấp phía Mexico Marcelo Ebrard ngày 2 tháng 12 tới để thảo luận các vấn đề biên giới. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm kiếm một thỏa thuận duy trì người di cư Trung Mỹ ở Mexico, trong khi đơn xin tị nạn ở Mỹ của họ được xử lý. Thông tin từ phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, nội dung cuộc gặp bao gồm tất cả các vấn đề liên quan tới biên giới Mỹ-Mexico. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard sau đó sẽ gặp các quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm Bộ trưởng An ninh Nội địa, nhằm đạt được một thỏa thuận về biên giới giữa hai nước. Bà Sanders cho biết, các cuộc đàm phán về biên giới giữa Mỹ và Mexico sẽ tiếp tục và một quyết định cuối cùng sẽ chưa thể đạt được cho tới khi chính phủ mới của Mexico chính thức hoạt động. Tổng thống đắc cử Mexico Manuel López Obrador sẽ nhậm chức ngày 1 tháng 12 tới. Ngày 27 tháng 11, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ đi đến một thỏa thuận thương mại trong cuộc gặp dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát biểu với báo giới, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ và dùng bữa tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20 sắp diễn ra tại Argentina. Ông cũng cho rằng nhiều khả năng Mỹ và Trung Quốc sẽ đi đến một thỏa thuận và Tổng thống Trump hoàn toàn sẵn sàng cho điều này. Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại tự do. Thương mại tự do sẽ mang lại những lợi ích to lớn khi nó được thực hiện một cách đúng đắn, nhất quán và tiến hành theo hai chiều. Cũng trong ngày 27 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc vẫn hy vọng về một kết quả tích cực trong quan hệ thương mại song phương với Mỹ. Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các vấn đề thương mại thông qua đàm phán trên cơ sở nghiêm túc, bình đẳng và toàn vẹn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết, hiện nay các nhóm kinh tế của hai nước đang có sự liên hệ và thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo. Trước đó, hồi đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm trao đổi quan điểm về các vấn đề chung của hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã đạt được một thỏa thuận chung và đồng ý thúc đẩy tiến hành các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Ngày 27 tháng 11, Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi Mỹ khởi động tiến trình đàm phán về cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nhằm tránh nguy cơ tổ chức quốc tế này bị đình trệ. Trước đó một ngày, EU đã công bố một loạt đề xuất về cải cách cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Đây là những đề xuất mà EU đã nhất trí với Ấn Độ, Trung Quốc cùng một số quốc gia khác với hy vọng vượt qua những sự phản đối từ Mỹ vốn đã đẩy WTO rơi vào khủng hoảng. Ủy viên thương mại EU Cecilia Malmström nhấn mạnh đã có nhiều nước ủng hộ đề xuất này, đồng thời hối thúc các quốc gia ngồi vào bàn đàm phán. Theo bà Malmström, Washington đã đồng ý tham gia vào cuộc thảo luận cải cách WTO và đây là động thái mang tính xây dựng, có ý nghĩa. Bà Malmström cũng cho rằng việc ép buộc Trung Quốc thay đổi thông qua chiến tranh thương mại với các mức thuế cao sẽ không mang lại kết quả. Ủy viên thương mại của EU đồng thời hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Argentina vào cuối tuần này, trong đó đáng chú ý là cuộc gặp bên lề giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giúp giảm căng thẳng thương mại toàn cầu. WTO đang nỗ lực thúc đẩy kế hoạch cải cách lớn nhất trong gần 25 năm lịch sử hình thành của tổ chức này, sau khi Tổng thống Trump ngăn chặn việc bổ nhiệm thẩm phán của cơ quan phúc thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp thuộc WTO, gây lo ngại cơ quan này sẽ phải ngừng hoạt động trong những năm tới. Ông Trump cũng đe dọa rút Mỹ khỏi cơ quan này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 27 tháng 11 công bố chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2035 trong bối cảnh xã hội căng thẳng do các cuộc biểu tình trên toàn quốc của phong trào áo vàng nhằm phản đối chính sách tăng giá xăng dầu của chính phủ. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố sẽ đóng cửa từ 4 đến 6 nhà máy điện hạt nhân từ nay đến năm 2028, cũng như toàn bộ nhà máy điện than trước năm 2022. Trong khoảng thời gian từ năm 2028 đến năm 2035, sẽ tiếp tục đóng cửa 6 đến 8 nhà máy hạt nhân nữa. Mục tiêu nhằm giảm tỷ trọng hạt nhân xuống còn 50% tổng sản lượng điện quốc gia, thay vì 75% như hiện nay. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng năng lượng hạt nhân mang đến nhiều lợi ích như giảm phát thải carbon và chi phí thấp. Để đảm bảo nhu cầu năng lượng quốc gia, Pháp sẽ đầu tư mạnh vào sản xuất điện gió và điện mặt trời. Công suất điện mặt trời sẽ tăng gấp 5 lần so với hiện nay và đạt 40 GW vào năm 2028. Các nhà máy điện gió trên đất liền cũng tăng gấp đôi công suất và đạt 35 GW vào năm 2028. Liên quan đến vấn đề gây xung đột xã hội thời gian gần đây, với đỉnh điểm là các cuộc biểu tình đôi khi biến thành quá khích dẫn đến bạo loạn, Tổng thống Macron cho rằng những người ủng hộ phong trào áo vàng chính là nạn nhân đầu tiên của sự xuống cấp môi trường và xã hội. Theo ông, giá bán lẻ nhiên liệu tăng có nguyên nhân chính là sự tăng mạnh của giá dầu thô trên thị trường thế giới, chứ không phải hoàn toàn do tăng thuế trong nước. Tổng thống Macron bày tỏ thông hiểu sự giận dữ của những người biểu tình và tuyên bố rằng việc đánh thuế nhiên liệu sẽ được tính toán lại phù hợp với biến động giá cả trên thị trường dầu mỏ thế giới, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên những người chủ yếu sử dụng ô tô cá nhân làm phương tiện di chuyển, nhất là ở vùng nông thôn. Mới đây, hơn 4.000 người tập trung tại quảng trường Bolivar ở thủ đô Bogota của Colombia đã lập nên kỷ lục Guinness thế giới mới khi có số người cùng cầm que phát sáng lớn nhất thế giới liên tục trong vòng 1 phút để tôn vinh quyền phụ nữ. Ban tổ chức muốn nhân sự kiện phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới này để truyền đi thông điệp rằng tất cả phụ nữ trên thế giới đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và không nên bị phân biệt đối xử. Chúng tôi muốn phá kỷ lục Guinness đầu tiên trên thế giới là của phụ nữ và dành cho phụ nữ. Mục đích chỉ đơn giản là để nói với thế giới rằng phụ nữ cần một cuộc sống tốt hơn và chúng tôi không thể tiếp tục bị phân biệt đối xử và coi như công dân hạng hai. Trong khuôn khổ sự kiện này, ban tổ chức cũng triển khai nhiều hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền lợi của phụ nữ. Tại Colombia, trung bình 3 ngày lại có một phụ nữ bị giết, 55 trường hợp bạo lực tình dục được báo cáo hàng ngày. Một quán cà phê mới ở Tokyo có nhân viên phục vụ rất đặc biệt, đó là robot được nhân viên khuyết tật điều khiển từ xa. Đây là một trong những dự án nhằm mang lại việc làm cho người khuyết tật. 10 nhân viên khuyết tật, trong đó có cả người bị bệnh liên quan tới thần kinh vận động, ngồi tại nhà và thay phiên nhau điều khiển 3 robot mang hình người. Những robot này có chiều cao khoảng 1 mét, được trang bị máy camera và micro. Người điều khiển có thể trao đổi với khách hàng thông qua những con robot này. Khách tới quán cà phê cho biết, họ có cảm tưởng như đang nói chuyện trực tiếp với người điều khiển vậy. Tôi khá vui và hài lòng khi được phục vụ bởi một chú robot. Thức ăn cũng ngon và sạch sẽ. Tôi nghĩ rằng bạn nên trải nghiệm điều này với gia đình và bạn bè của mình. Ông Yoshifuji Kentaro, giám đốc điều hành công ty Ori Laboratory cho biết, muốn gửi đi thông điệp rằng những người khuyết tật cũng có thể tìm được những công việc hữu ích. Trong giai đoạn đầu, quán cà phê này sẽ mở cửa đến hết ngày 7 tháng 12. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trên kênh truyền hình VOVTV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website truyền hình vov.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.